Chào mừng các bạn đến với khóa học tổng hợp trong công ty in ấn quảng cáo tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Để phân bổ và tập hợp các chi phí như giấy, mực, khấu hao máy móc ra sao để cân đối tính giá thành chính xác cho các sản phẩm dịch vụ hoàn thành, phản ánh được lượng sản phẩm dịch vụ hoàn thành và nhập kho tiêu thụ, chi tiết cho từng hoạt động, từng mặt hàng. In ấn là một trong những lĩnh vực quan trọng trong việc làm quảng cáo, hình ảnh đại diện cho một thương hiệu sản phẩm, nhưng mảng đặc thù có nhiều phát sinh trong công đoạn hoàn thành sản phẩm dựa theo quy trình công nghệ in, mẫu mã, chất liệu bản in, kích thước, số lượng in. Hãy cùng tìm hiểu ngay nội dung của khóa học kế toán tổng hợp in ấn quảng cáo. Nội dung chính của khóa học sẽ được chia làm 3 phần. Phần 1, hướng dẫn thực hiện việc khai báo dữ liệu đầu kỳ, cập nhật số dư chi tiết của đầu năm, phân tích mối quan hệ giữa báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang. Ở phần 2, hướng dẫn cho các bạn đi vào các chứng từ phát sinh, phân biệt những loại hình doanh nghiệp sản xuất bắt buộc có định mức và những loại hình sản xuất áp dụng không lập định mức khi thực hiện việc tính giá thành, phân loại các hóa đơn, chứng từ đối với mua hàng hóa, nguyên vật liệu, cách phân bổ các chi phí đối với mua công cụ và trích khấu hao tài sản cố định cùng với các chi phí khác. Xử lý các trường hợp phát sinh thực tế trong doanh nghiệp, hướng khắc phục và kinh nghiệm sau những sai sót, thực hiện việc tính lương, trích bảo hiểm và các chứng từ đi kèm liên quan đến nhân công. So sánh tỷ trọng doanh thu để từ đó lập kế hoạch phân bổ các chi phí đầu vào, cân đối theo tỷ trọng doanh thu của từng mảng. Kiểm tra lại các chi phí bao gồm xử lý âm kho, âm quỹ tiền mặt, xử lý đối với trường hợp giá vốn cao hơn giá bán vì sản phẩm in ấn rất nhiều và không theo một quy trình cụ thể, nên việc áp dụng chuẩn nhất một loại hình là phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. Lập báo cáo lên các tờ khai phải nộp bao gồm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng tháng hàng quý. Và cuối cùng phần 3 là kiểm tra lại các số liệu, xác định lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như cân đối lại các chỉ tiêu, điều chỉnh trước khi lên báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách kế toán và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online. Nhấn xem giáo trình và các bạn sẽ chuyển sang trang web ketoanviethung.com. Đây là toàn bộ các nội dung giáo trình online liên quan đến khóa học sản xuất in ấn, hướng dẫn cho các bạn từ việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ, các hóa đơn chứng từ phát sinh, cho đến khi hoàn thiện lên báo cáo tài chính, và hướng dẫn các nội dung liên quan đến tải các hồ sơ chứng từ đi kèm, sắp xếp phân loại các hóa đơn và các nội dung liên quan đến khóa học. Và để xem được chi tiết nội dung của khóa học đó, các bạn sẽ click trực tiếp vào nội dung của phần học và nhấn xem nội dung. Đối với mỗi một chứng từ, một hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ của đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.